xong thì mình bảo chết mẹ, thế thì cái gia đình nhà đấy thì là thằng đấy nó không ốm không đau, vẫn khỏe mạnh, sáng vẫn bình thường. Thế cuối cùng chết toi, đưa bệnh viện chết toi, ngã tầng 2 luôn, trống thì đéo một người lớn còn đéo trống nữa, chết toi. Lớp 1 hay lớp 2? Lớp 1. Nó ra đấy mà thế đéo là đéo đứa nào bị, thằng đấy bị điện nó hở lan can á. Vâng, nhưng mà mình sờ vào có thấy điện không? Thì ông đấy ông cầm bút thử điện ông thử nó biết đấy. Vẫn đỏ. Ờ đấy là ông nội của thằng đấy. À. Ờ. Học quá chứ đéo là mình mà học sinh đông thế mà sao có một thằng đèn nhỉ? Đèn. Thế con bé nhà cháu thì hôm qua nó tự nhiên này. Là bao nhiêu đứa nó chơi nó chạy ra đây có sao đâu, bọn nó chạy ra được. Ừ. Sắt nó đập vào. À. Thế là toi một cái xương quay xanh. Thế thì dần nhà trường chịu hay là thế nào? Thì cháu cái bảo hiểm thì mình không nói rồi, bảo hiểm thì nó có nhà nghèo rồi có bảo hiểm rồi. Ông học sinh nó vẫn có kể cả vâng, rau. Vâng. Bảo hiểm học sinh. Bảo hiểm y tế mới đấy. Bảo hiểm thân thể là ở trường cũng có. Cũng có. Thế. Nhưng mà gọi điện cho ông ấy là từ chiều hôm qua. Thì là thông báo cho ông ấy thì là chưa thấy chiều hướng gì cả, chưa thấy nhà trường có ý kiến gì. Chiều ra cho này cho nóng kính thế. Nóng thì cái việc không, này cho nóng là có nghĩa là hôm tôi vào đây tôi bắn cái mai bắn chú này. Vâng. Thế hắn vào, hắn bảo tao đang mượn việc. Thế mình nghĩ bụng bảo tao đi xin việc, đeo lồ mày gọi ra nào. Này. Cha này á, cha nói khó nghe lắm. Vâng. Xong hôm tôi hàn cho cái chân trống cái lại cười hề hề. Cái tính cái thằng đấy thế. Không, cái tính con người cháu không quan trọng, nhưng quan trọng là nó hợp tình hợp lý. Nó hợp tình hợp lý. Nó phải là cái đấy, cái bọn nó ra giải nao. Giải nao thì đại hội giải nao xong thì kệ. Ừ, nó vào, nó ở trong phòng khách ạ. Giải quyết thì phải để chiều vậy, không quan trọng. Đấy. Như giờ là cháu nó nằm viện gì? Vâng, nó nằm viện. Đấy, thế vậy, còn nguy hiểm. Đó, cái thằng con nhà tôi, nó là thằng nghịch. Trẻ con đứa nào rồi nghịch ông? Đứa nào nó cũng nghịch. Mẹ nó trường mầm non kia nó trên tổng kìa. Ôi trời. Bởi vì là con mình còn con người khác, một trường bao nhiêu đứa, đấy. Ít đâu, nhiều. Mấy trăm học sinh. Mà trường dạy cái nhân cách, cái tính nết, học hành cho bọn trẻ con đấy, nó quan trọng lắm. Ông đi làm cơ khí này ngày được bao tiền không? Đây là nhận. À ông nhận. Ừ, nhận gần đâu.